chào tất cả các em nha. Các em đã ăn cơm chưa? Thầy chờ 7 phút. Các em vào trong đông ơi, chuẩn bị chúng ta học bồi dưỡng đi. Lẹ lẹ đi. Hôm nay á, thầy thông báo cho các em biết nè, cái lớp hôm nay học bồi dưỡng à. Hôm nay không, thầy không có báo trước. Lịch học của chúng ta á, là các em cũng biết á, là thứ hai, thứ năm và chủ nhật. Và những cái lớp, cái học bồi dưỡng này nè, có gì thầy sẽ thông báo sau cho các em biết. Chuẩn bị chúng ta sắp thi rồi, nên các em cứ cố gắng lên. Chia sẻ cho thầy đi, các em. Hôm nay các em có muốn học thì học, còn không muốn học thì thôi. Hôm nay thầy không có ép buộc các em đâu, các em hiểu không? Thầy nghĩ là hôm nay các em chắc nghỉ hơi nhiều á. Ráng mà học đi các em ơi. Hôm nay đó, thầy dạy cái này, bồi dưỡng. Những cái môn bồi dưỡng thì thầy sẽ thông báo cho các em. Từ nay cái lớp này là cái lớp bồi dưỡng nha các em. Còn học chính thức á, là bên cái PG lập phụ hồ nha các em. Cái lớp PG lập phụ hồ, chúng ta học chính thức bên đó. Còn từ nay á, thầy mới đi họp với cục trưởng á, là chúng ta sẽ học bồi dưỡng bên này. Khi nào thông báo thì thầy sẽ thông báo cho các em biết. Chia sẻ cho thầy đi các em. Hôm nay thầy rất là phấn khích đó. Các em chia sẻ mạnh tay cho thầy. Thầy dạy thầy không có lấy một cái đồng bạc nào của các em hết á. Các em cứ chia sẻ cho thầy. Các em cứ nghĩ đi, hồi bữa giờ thầy đã lấy cái đồng bạc nào của các em đâu. Nên là các em hãy chia sẻ cho thầy mau kinh đi. Từ chờ bạn học rồi vô đông rồi thầy ấy luôn nha các em. Thầy nói các bạn chứ thầy có nói em đâu mà dễ. Hôm nay em làm thầy quá thất vọng luôn á chơi. Đi học gì mà đỡ thầy chở 7 phút cho bạn bè của các em vậy. Bây giờ em có trang điểm cho đẹp đẽ lên đây mà ai người ta gặp em ở ngồi đi người ta cũng chê em thôi. Em hiểu không chị? Dạ. Bây giờ trai người ta thích á, là người ta thích cái tình cảm, rồi người ta thích là cái cách nói chuyện, rồi cái lễ phép hay không, chứ không phải là đẹp là người ta thích đâu em chi à. Thầy nói cho em biết nha. Bây giờ thầy nè, em thấy thầy có đẹp không? Đẹp. Thầy biết em dối lòng trong đó. Em nói thiệt. Thế chẳng bây giờ em nói thầy xấu thì sao được? Thầy biết cái điều đó mà. Giờ thầy nói cho em biết nè. Thầy nhắc lại thôi một lần nữa nè. Bây giờ em á, mặt mà em có mụn hay là mụn bọc mà nó nổi cục cục lên á, thì cái người ta thích em. Các bạn thích em thì người ta thì thích em. Đó giống như thầy nè. Thầy nhìn thầy cũng, thầy nhiều khi thầy cũng ối mửa luôn chứ. Không phải giỡn đâu. Nhưng mà thầy có gì đâu. Mình phải tự tin lên các em à. Dù mình có xấu á, thì mình chấp nhận thôi chứ giờ sao các em. Nói thiệt là bây giờ mà ví dụ ơi, bây giờ thầy xấu mà thầy đi chụp áp đồ này kia rồi thầy đẹp lên đây rồi đi ra ngồi á, xong người ta gặp thầy rồi người ta ngồi xấu như chó lát vậy mà ở trên hình sao đẹp dữ gì đó. Thì các em thấy nghe nó nhục nhẹ không, trong tâm của mình thấy nó mình nhọt không? Đó là thầy chỉ cho các em biết. Học sinh thầy nhìn men quá. Thôi chúng ta vô bài học luôn á, men gì mà men. Mệt quá khen xong rồi cuồng em khôn vừa đó. Bây giờ nè, thầy mới nhờ một em tới là chuẩn bị chúng ta học một cái bài này. Đó là bài quan gạch nha các em. Bài này nó rất là khó đó các em. Hồi kia lọc quên, hồi kia thầy làm chung với một bài cô á, đã quăng gạch lên, đã bị lỗ đầu rồi đó các em, nên là thầy chỉ cho các em biết. Em chi nè, hôm nay học đàng hoàng cho thầy á,
Rồi em tí ra đây. Em tí ra đây rồi cái em chiều lên máy nhà cho thầy ơi. Em chiều cẩn thận cho thầy á. Em tí tới đây. Hôm nay em học tới đàng hoàng nghiêm túc cho thầy á. Hôm nay thầy mà thấy em mặc đồ đi khoe chứ không phải đi phụ hồ nha. Thầy nói giỡn á. Chứ hồi giờ nói chung là học sinh của thầy hồi giờ chưa biết cái gì hết, chưa biết cái mùi đời là cái gì hết nha các em. Nói chung là vô lớp học của thầy thì các em cứ vui vẻ lên. Thầy mới cái tiễn ra mới này thấy ngon không các em? Có mẹt rồi đàng hoàng nè. Thầy đỡ mẹt cho các em nói là áo thầy lụm nữa. Thầy khô không? Các em chia sẻ cho thầy đi. Hôm nay thầy sẽ dạy hết sức lực của thầy cho các em. Hôm nay học gì đó thầy, chúng ta hôm nay học là quăng gạch nè nha các em. Rồi cái tiết sau này đó thầy ấy. Còn cái quăng gạch này nó rất là khó đó, các em cần chia sẻ cho thầy mau lên. Thầy nói khen cho cổ luôn ạ. Thầy lập lên nè. Bây giờ nè, em đỡ cái mũi này vô cho thầy. Không gì thầy. Bảo giờ nó không bớt gì này sao? Ngọt thiệt coi chứ. Hỏi đạo mũ coi hiểm đã làm cái gì. Thầy nói chung là thầy không cần đạo nhưng mà bữa nay thầy ok thầy đạo luôn. Chia sẻ cho thầy đi. Bữa giờ cái câu đó là các em không có chịu mà linh hoạt lên mà tự động gì hết à. Đó bây giờ nè. Thầy dạy cho em là. Bây giờ thầy chỉ cho các em nè. Các em này kia em tí là chẳng ngại trên đó là nói chung là em tí thì thầy giới thiệu cho các em thì cũng đã đi phụ hồ với thầy cũng vài hôm rồi cũng có chút ít kinh nghiệm rồi nha các em. Thì em tí sẽ ngồi ở trên đó quẹ đỡ thầy quăng lên. Em tí quẹ đứng đây thầy chỉ cho em nấp gì chứ. Em sợ cái gì? Trời ơi, thầy mệt mỏi em luôn hả chi? Thầy mỗi lần thầy dạy là thầy nói từng ly từng chút gì á. Thầy khổ thì. Hôm nay em không được không chúng á. Người ta thấy hết con nghèo luôn á. Chia sẻ cho thầy đi. Thôi tôi làm ơi. Em quay đứng ở đây cho thầy nè. Ôi, cái em làm gì chứ mà em. Sao tiền em lanh dữ hả chi? Tiền em tính lanh dữ hả? Chúng ta là chia sẻ cho thầy này, chúng ta học là thầy chỉ cho kêu là thầy ơi em vào lớp. Hơi anh em ạ, em vào đúng giờ nhan thịnh. Em mà vô chỗ một chút xíu nữa là thầy ghi vô sổ tao hoài luôn á. Thầy nộp lên hiệu trưởng cái là coi như là em xong lời em luôn á nhan thịnh. Học ráng học như người ta đi. Thầy học thầy có lấy đồng bạc nào của em đông thịnh. Sao em học mà em đúng giờ đúng giấc, hôm nay em nghỉ thì em nghỉ đi. Còn em học thì em phải đúng giờ cho thầy. Thầy cho em mượn áo đi cu trai được không thầy? Trời ơi cái áo này của thầy là cái áo đi cu gái. Thì mệt thì có thầy máu mua 20 đô đó các em. Chia sẻ cho thầy đi. Hôm nay chúng ta học bồi dưỡng nha các em. Nè thầy chỉ nè. Nói chung á bây giờ nè. Em xin nhìn chú ý cho thầy nè. Đó, nè, thầy chỉ cho các em nè, chúng ta quăng gạch thì chúng ta cũng phải có nhịp nha các em. Nhưng mà mình phải nhìn thẳng lên cục gạch nha các em. Các em đừng có đứng gần đây, các em quăng ra đây nha các em. Thì ta sẽ rớt chúng lỗ đầu luôn á các em à. Chứ em từ cái gì vậy chứ, thầy chỉ cho em đúng, chứ không phải là thầy chỉ cho em từ được chi ư. Thầy mệt thiệt á chứ. Mỗi lần thầy nói em là thầy hết nước miếng luôn à. Thầy có ăn được em được ngàn nào đâu. Em vào đúng giờ nè thầy. Em giỏi Yến. Sau này con thầy lớn á, thầy sẽ ghẻ cho con em. Thôi chia sẻ cho thầy đi. Vậy thầy chuẩn bị chúng ta học nè. Cái tiết này nó khó lắm á. Nó khó hơn này say, nó rất là nguy hiểm luôn đó. Các em nên chú ý nha. Ông mà phép vừa rồi. Nói điều đây. Các em thấy ông gì chợ thì mệt thiệt có chưa? Đó các em nè, em tin xếp đèn chút đi. Đó, thấy rồi. Trúng rồi, cái là coi như xong luôn á. Bây giờ em đấy cho thầy nè.
Nói chung á, hồi giờ thầy chỉ luyện gạch 4 lỗ thôi. Ngoài đây là lần đầu thầy luyện 6 lỗ luôn đó các em. Bây giờ mình quăng gạch á, mình phải học hỏi đâu đàng hoàng, chứ không phải các em cứ quăng khí lên đầu nó lỉ qua kia. Thì các em cũng biết là ở đây cậu bông nhiều lắm các em à. Bây giờ thầy mà quăng mà đổ xuống cái là coi như là xong thầy luôn á. Thầy quê luôn đó các em. Nên thầy sẽ cố gắng nha các em. Các em chú ý nhìn thầy nào, nhìn kỹ vô thầy xuống. Khó quá thầy ơi. Khó thì mình ráng mình học chứ sao mày khó. Mày khó. Chuẩn bị nè. Em tới chụp tay thầy nè. Nhìn vào mà ném một vỡ đầu đấy. Các em nhìn thầy nè, nhìn cái động tác của thầy vô. Lộc ơi, Lộc, nhìn vào mà ném vỡ đầu đấy. Sao không? Thầy nhục nhẽ với các em ơi. Nói chung là em tới thầy mà em cũng khó quá đúng không? Đó thầy chỉ á, thầy ví dụ á, thầy quăng gạch nó bị rớt xuống đất. Đó là một cái ý là cái gì ta, cái kiểu mà mình thực hành để cho các em hiểu á, là rớt gạch nó rất là nguy hiểm, các em đừng có đứng gần để các em quăng. Các em hiểu không? Đội mũ bảo hiểm cho bạn tí nữa thầy ơi. Thầy quên chỉ cho các em nha. Các em lấy cục gạch này nè các em. Các em cứ nhìn thẳng vô cái mặt của bạn tí nha các em. Các em quăng mạnh lên. Đó. Cái lý thuyết là nó vậy. Như ví dụ các em á, mà đi phụ hồ cho những thầu đồ, thợ đồ người ta làm ở cho năm cô chú đồ à. Thì mỗi lần em quăng gạch lên, mà lỡ nó có rớt đi em mới làm đi. Thì cô chú sẽ nói em nè, mày cứ quăng giữa cái chén cho tao. Đó, các em hiểu ý của thầy không? Em nào đi phụ hồ rồi thì các em đó sẽ biết. Đuổi nó đi thầy. À ok, chắc thầy đuổi sớm luôn á. Bây giờ thầy quăng lại này nha các em. Cái đó là thật lý thuyết thôi nha các em. Bây giờ chúng thầy mới thực hành nè. Em tí á, thầy quăng ra mà nó mà chưa tới tay em thì em bỏ luôn đi. Em hiểu không? Em tí hiểu không? Nhìn mà ném. Mình mệt thiệt hết chứ. Thầy nói mà mồ hôi thầy chảy ra ướt đít luôn. Thầy quen xích rồi. Mằng mấy lon vô văn cho sung thầy. Em làm ăn ẩu tẻ cũng gì vui thôi nha. Khi em làm em không có được nhậu nhẹt một lon nào hết cho thầy á. Làm cái người này nó rất là nguy hiểm. Chú ý nè. Một. Rồi chúng ta nhúng xuống nè các em. Nhúng cái này đó. Nói chung là mấy bạn gái á, nó cũng nở cái mông ra lắm nha các em. Ở tầng đặc nghiệp. Các em cứ ngày nào cũng lấy gạch quăng lên. Đó. Các em nhớ nha các em. Đây một hai. Đây. Đó.